Rồi, có ai bảo không giơ tay? À, có một vài Phật tử giơ tay mà không về được. Cũng có một vài người mà giơ tay mà không về được. À, xin thưa các quý vị, tình thương của Đức Phật đối với chúng sinh á, là còn hơn cả người mẹ hiền thương đứa con thơ. Mục đích thành Phật của chư Phật á, là để gì? Khai thị ngộ nhập chi kiến Phật cho tất cả chúng sinh. Mục đích hành Bồ Tát Đạo để thành Phật của Đức Phật là độ tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật như Ngài. Ở trên đời này, tình thương của người mẹ hiền dành cho đứa con thơ như thế nào thì tình thương của Đức Phật dành cho tất cả chúng sinh cũng y như thế, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Cho nên không có cái chuyện là trong gia đình thờ Phật ở trên có cả thần linh gia tiên mà gia tiên chúng ta không dám về, không về được, không có cái chuyện đó. Nếu chúng ta nói như vậy, chính là chúng ta đánh mất đi niềm tin vào Đức Phật. Vậy ngay đây tôi hỏi các quý vị, ở đây là một ngôi chùa thờ Phật chính hiệu 100%, đúng không? Vậy các Phật tử chúng ta có về đây được không? Thầy có cấm các quý vị về đây không? Phật có cấm chúng ta về đây không? Không. Vậy dương sao thì âm cũng thế. Tôi luôn luôn mong các quý vị về đây để tu tập. Và Đức Phật rất vui, rất hoan hỷ khi nhìn thấy các Phật tử là những đứa con tại gia của Ngài mấy tháng lại về chùa cùng nhau thầy trò mở một pháp hội, cùng nhau tu tập, cùng nhau ôn lại giáo lý của Ngài. Và nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam